Alo, mấy ông cháu đến chưa? Lâu thế, đợi 2 tiếng đồng hồ rồi mà giờ này vẫn chưa đến à? Lúc thì đụng xong, lúc thì hết xăng là như nào, có đến không? Bố còn phải thấy cái tóc kiếm tiền đi, để đợi chúng mày bao nhiêu lâu rồi không đến. Thôi chúng không đợi nữa đâu, chúng ta đi về đây. Đi về cửa hàng cắt tóc đây. Ăn thằng chờ cửa hàng cắt tóc đợi nhà cháu đến, cháu làm cũng tầm chục bộ quần áo này, chưa thấy thằng nào đến gì cả. Thôi nhá, chờ đâu. Ba bẩn trêu ít thôi nhá. Mày cười cái gì? Tao không đùa đâu. Không mày chú về đâu? Tôi tiện quay cho các ông cháu xem đồ nhà ông chú đây. Đây là ba lô đồ nhà ông chú đây. Tiện cho các ông cháu xem mấy bộ nhà ông chú đây này. Toàn bộ hot hit luôn này. Mấy thằng kia toàn lừa đảo, bảo sang không sang. Đây, đây toàn bộ hot hit nhà ông chú đấy. Ông cháu làm mà khoái thì ra nhà ông chú nhá. Này. Đấy. Cho các ông cháu tiện thể, cho các ông cháu ngắm luôn rồi về cắt tóc. Khách cắt tóc ở nhà chờ đông quá rồi. Đẹp chưa? Đấy, toàn đồ voi phố cho các ông cháu luôn. Kính mời các ông cháu đến cửa hàng nhà ông chú để chiêm ngưỡng những siêu phẩm nhà ông chú nhá. Đây toàn siêu phẩm thôi. Này, cho các ông cháu xem những siêu phẩm đẹp. Lại là siêu phẩm nữa đây nè. Lại là siêu phẩm đây. Tôi cho các ông cháu xem tạm siêu phẩm đấy thôi nhá. Đấy, ba lô nhà ông chú đây, mũ nhà ông chú đây. Vợ đứng sang bên này, vợ quay luôn cho các ông cháu xem một loạt. Đây, dép này, chú đây. Đấy. Giày đã. Kệ giáp kệ giày nhà ông chú đây toàn là đồ boy phố nhà để cho các ông cháu múc đây. Tầm này hè rồi nóng lắm. Đi giày nóng. Bây giờ cứ dép này thắt lưng này. Mọi cái túi sách ba lô nhà ông chú đây. Đấy thì các ông cháu nào mà thấy ưng nhá, ra nhà ông chú ủng hộ ông chú nhá. Thôi thì chú cảm ơn anh em các ông cháu nào đã đến ủng hộ ông chú nhá. Ôi chào mọi người nhá. Và quay ra đây để cho các ông cháu xem bộ quần áo cho chú của chú đang mặc một lần nữa đây. Ok chưa? Thấy bộ của chú mặc ưng hoàng phúc không? Chào các ông cháu nhá. Chào anh em các ông cháu.